Em Lisa xin kính chào tất cả các anh chị ạ. Hôm nay là 30 tháng 5, em tiếp tục lên chia sẻ một số mật bông hoa cắt đẹp có tại vườn nhà em anh chị nhá. Anh chị cùng theo dõi ạ. Và như thường lệ thì em cũng sẽ gắn hỏa bên trái màn hình và đánh theo mã. Anh chị mà ưng mã nào thì anh chị nhớ đúng đầu mã, hoặc có thể chụp lại màn hình và gọi điện đặt hàng trực tiếp với em Linh San qua số điện thoại 0984 282 911 anh chị nhá. Đầu tiên anh chị này, cái bông này gọi là cây hoa vàng lý thông. Cái này nó nở được 2-3 ngày rồi. Đấy, cánh hoa khá căng này và cái họng của nó rất là đẹp anh chị nhá. Đấy. Đây này, cái họng của nó rất là xinh anh chị ơi. Đây. Đấy, em đưa lại gần này. Cái lưỡi này màu đỏ đậm nhá, đỏ sập nhá anh chị ơi. Thơm đậm và thơm xa luôn. Cái size cây em chia đều là size cây trưởng thành, cây không có hoa nha anh chị nhá. Đấy, đưa mặt bông hoa để cho anh chị nhà mình hình dung cái mặt hoa thực tế nhá. Đấy. Lên cho em mã này là mã B11 anh chị nhá. Đây, size cây to như thế này này. Đấy, em chia cho anh chị với giá là 130.000 một chậu anh chị nhá. Đấy, giá em báo ở đây là chưa bao gồm phí vận chuyển. Phí vận chuyển một đơn hàng là 35.000 trên một đơn. Anh chị lấy từ 3 mã là em Linh San đã hỗ trợ ship rồi anh chị nhá. Một trong những cái mặt hoa rất là đẹp và hoa khá là thơm, đó là cây cát là da mốt combi nhà anh chị đây. Đấy, cái cây nó nhỏ như thế này thôi anh chị nhá. Đấy, chiều cao nó chỉ như thế này thôi. Cái cây cát rừng Nam Mỹ nên là thân lá nó rất là mảnh anh chị nhá. Rất là đẹp này anh chị này. Đấy, mốt combi, hoa thơm, cánh hoa phối màu rất là đẹp. Đấy, nay em sẽ chia giống cho anh chị nhá. Đây, size cây em chia như thế này đều là cây trưởng thành rồi anh chị nhá. Nó cùng đợt với nhau. Đấy, nó nghĩa là cây ra hoa trước, cây ra hoa sau thôi. Đấy, mặt hoa như hình này. Anh chị lên cho em mã này là mã B38, em chia cho anh chị với giá chỉ có 120.000 một chậu thôi. Đấy anh chị nhá. Đây, hoa rất là đẹp và hoa thơm quá. Đấy, phối màu rất là đẹp, trắng phối với lại tím nhung nha anh chị nhá. Đó. Rồi, qua đây cho em này, một trong những cái mặt bông mà hoa nở quanh năm mà đây này còn khá là xinh nữa anh chị nhá. Đây là cái cây Brazimi. Đấy, rất là xinh. Anh chị nào mà thích hoa thơm đậm và mình đi công tác ban tối mình có thể ngắm nó nhé. Ban tối nó thơm lắm. Đây là một trong những cái dòng lai dòng lai của cái cây nữ hoàng bóng đêm. Xinh chưa? Đây, hoa này. Đấy, đây này, nó lên rất là nhiều cần bông nha anh chị nhá. Và cái chậu em chia là không có hoa nha anh chị nhá. Anh chị lấy về làm giống. Đấy, lên mầm mới là cho bông thôi, nó cùng đợt với nhau. Đây, xinh quá. Anh chị lên cho em mã này là mã B50, hoa xanh thơm đậm và ban tối nha. 100.000 luôn anh chị này. Đấy, giá rất yêu thương nhá. Đó, chỉ có 100.000 một chậu thôi. Và tiếp đến đây anh chị này, lên cho em một trong những cái mặt hoa nữa, cũng khá là dễ bông nữa. Cái cây này em gọi là chim bồ câu đi anh chị. Cái mặt bông nó y chang như cơn chim bồ câu tung cánh anh chị. Lên cho em mã này nhá, là mã A9 anh chị này. Đây, size cây em chia, nhiều cây đã tàn bông rồi anh chị nhá. Đấy, lên cho em mã này, mã A9 cũng chỉ có 100.000 thôi. Đấy, nhanh tay anh chị nhá. Có ít thôi ạ. Rồi, tiếp theo đây anh chị này, qua cho em một cái tông hoa đỏ. Hoa siêu bự chả bá nha anh chị nhá. Và rất là thơm. Cái cây này là mã B35. Đấy, cây đỏ magic hay còn gọi là cây đỏ phép màu đấy. Đấy, cái cây này chị nuôi nhá, càng nuôi về lâu dài lực thì hoa rất là to và lá cũng bự luôn anh chị nhá. Dòng này thì đẹp từ thân lá đấy anh chị. Lên cho em mã này B35, chia cho anh chị với giá chỉ có 110.000 một chậu, size cây tương đương như thế này nhá. Và tiếp theo đây anh chị này, sẽ lên cho em một cái dòng nữa, bông hoa chùm nha anh chị nhá. Đấy, đầu tiên em sẽ mời anh chị nhà mình ngắm mặt hoa trước nhá. Đấy, hoa rất là đẹp đây anh chị này. Đấy, lên cho em mã này nhá, là mã B49, em chia cho anh chị với giá chỉ có 101 một chậu thôi. Cái cây này là size cây trưởng thành và cây nó không cao lắm đâu nha anh chị. Đấy. Anh chị qua tiếp đây cho em một cái dòng hoa nữa. Cái cây này là cây cát xưa nha anh chị nhá, tem xưa. Rất là đẹp, cái cây này là cây đỏ săn xét. Anh chị ơi, nó rất là cao như thế này mà hoa rất là to và nhiều cây đang lên lưỡi mèo lắm. Đấy, anh chị lên cho em mã này là mã B50, chia cho anh chị với giá chỉ có 160.000 một chậu thôi nhá. Và em qua tiếp một mặt bông nữa anh chị này. Cái cây này là cây thông Suvangol No 5 anh chị nhá. Ê, cây em chia cao, rất là cao to này anh chị này. Và ở dưới gốc đang lên mầm đẹp quá. Lên cho em mã này nhá, hoa thơm đậm. Đấy, hoa rất là to luôn. 130.000, mã L7 nha anh chị nhá. Đây, cây đẹp chưa? Cây rất đẹp luôn anh chị, nhiều cây đang lên lưỡi mèo lắm. Cây này thì nó dễ bông hoa quanh năm, hoa không theo mùa đâu anh chị nhá. Và đây anh chị này, em còn duy nhất một em nữa, đó là cái cây chôm thông Phan Xi. Đấy, cái cây này nó còn sót tại vườn anh chị này. Cây đang đi hướng rất là mạnh luôn, dễ xanh này. Anh chị lên cho em mã này là mã L96 nhá, chia cho anh chị với giá chỉ có 120.000 cái chậu này thôi. Đấy, hết rồi. Sẽ lên cho em một cái tông hoa đỏ phối với vàng cánh chớp nhá chị nhá. Nó rất là đẹp này. Cái cây này là cái cây Nacon 2 anh chị nhá, Nacon 2. Đây, size cây em chia là cây trưởng thành rồi. Anh chị nhà mình lên cho em mã này là mã L74 này, chia cho anh chị với giá là 130.000 một chậu anh chị nhá. Thằng này đẹp lắm mà hoa thơm. Tiếp đến đây anh chị này, sẽ lên cho em một mặt bông hoa nữa, phối màu cũng khá là đẹp. Cái cây này là cái cây tem của Đài nhá.
đấy, đẹp nên là được nhân ra chia cho người chơi khá rộng rãi. Nhưng mà cái cây này giờ nó cũng chưa có đại trà và cũng chưa có nhiều trên thị trường đâu. Đó là cái tem cây Gion Sin Panda đấy chị, hay em hay gọi là cây gấu ấy. Đấy, em hay gọi cây gấu ấy nhá. Nhiều cây đang lên nữ mèo như này anh chị này. Cây này em chia là size cây trưởng thành rồi anh chị nhá. Lên cho em gấu này là mã B51 này, chia cho anh chị với giá là 160.000 một chậu. Cây này hoa đẹp lắm anh chị nhá. Và em qua một mặt bông hoa đỏ, cái cây này là cây sư lắc sư lư rồi anh chị nhá. Cái cây này là cây đỏ ruby anh chị nhá. Cái cây là cây đỏ ruby. Đây size cây em chia như này, cây này là thân nó rất là mập và nó cũng không cao lắm đâu anh chị nhá. Dòng này thì hoa siêu bự trà bá rồi, thơm lắm. Lên cho em mã này là mã B52, em chia cho anh chị với giá là 130.000 một chậu thôi nhá. Em lên thêm một tông hoa vàng lưỡi đỏ nữa anh chị nhá. Dòng này thì khuôn hoa nó rất là tròn và xương bông lắm. Cái cây em chia là size cây tách chiết anh chị nhá. Lên cho em mã này là mã L81 đấy, mặt hoa quốc dân rồi, rất là đẹp nha anh chị nhá. 130.000 L81 đấy anh chị này. Đấy. Và cuối cùng đây anh chị này, sẽ lên cho em thêm một tông hoa màu xanh tuyền nhá chị nhá. Em hay gọi là bầu trời xanh đấy. Cái cây này nó không có nhiều thân đâu, nhưng mà đây là size cây trưởng thành rồi anh chị nhá. Đây nó chỉ có tầm khoảng độ 4-5 lá như thế này thôi. Anh chị lên cho em mã này nhá, là mã B24. Em chia cho anh chị với giá chỉ có 100.000 một chậu thôi. Đấy. Và như những hôm trước thì em cũng đã lên rất là nhiều mặt bông hoa khác ở trên kênh rồi. Em mời anh chị nhà mình ghé kênh của em tham khảo một số mặt bông mà mình ưng ý thì anh chị có thể nhớ đúng đỏ mã và alo trực tiếp cho em Linh San theo số điện thoại 0984 282 911 đấy chị nhá. Còn bây giờ em xin dừng video tại đây ạ. Em xin cảm ơn ạ.